U17 Việt Nam bị loại ở giải châu Á, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tuyên bố bất ngờ. U17 Việt Nam không thể vượt qua vòng bảng U17 châu Á 2023 khi để thua U17 Uzbekistan ở lượt trận cuối, nhưng huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn vẫn dành lời khen cho nỗ lực của học trò. U17 Việt Nam đã bị loại ở vòng bảng U17 châu Á sau thất bại 0-1 trước U17 Uzbekistan. Sau 3 lượt trận, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn giành 1 điểm, ghi 1 bàn, thủng lưới 6 bàn và sớm nói lời chia tay giải đấu. Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nói, đây là trận đấu hay nhất của U17 Việt Nam từ đầu giải. Tôi muốn dành lời khen ngợi cho các cầu thủ. Thật đáng tiếc khi kết quả vẫn không như mong đợi. Điều tôi tiếc nhất là các cơ hội dứt điểm đã không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Đánh giá thêm về trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho biết, các cầu thủ U17 Việt Nam đã nhập cuộc không tốt. Tâm lý cũng căng thẳng nên không thể hiện được những gì tốt nhất. Toàn đội chưa thể hiện được hết những gì mà ban huấn luyện chuẩn bị. Đây là điều ngoài mong muốn. Dù sao thì với độ tuổi còn rất trẻ của toàn đội, đây là kinh nghiệm quý báu, ông Tuấn chia sẻ. Nhà cầm quân người Khánh Hòa cũng chia sẻ thêm, sự đa dạng trong đấu pháp là điều toàn đội cần thích nghi. Các cầu thủ trẻ U17 Việt Nam đã có sự trải nghiệm để trưởng thành hơn. Bản thân ban huấn luyện cũng có thêm kinh nghiệm chuẩn bị cho các giải đấu khác. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.